Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình của em 0348308443. Rồi, mọi người theo dõi kênh nhớ bấm vô đăng ký ha. Rồi, hôm nay là video 119. Em có mấy món hàng sau đây mọi người. Đầu tiên là cây hút chì của thương hiệu God. God của Japan ha. Cây này hân nó bằng nhôm mọi người. Đây, hân bằng nhôm. Hơi rất là mạnh, lò xo rất mạnh mọi người. Đó. Nó hút cái lực hút rất là mạnh. Đây là cái cao su nó chịu nhiệt ha. Kích thước cây này là 18 cm. Đây, cái đường kính hút nó là khoảng 23 mm ha. Rồi cái hút chì nó có mã 119.1 ha mọi người. Giá bán là 250.000. Tiếp theo là em bán hai món này. Một cái cặp hước nha mọi người. Bán hai cây chung một bộ nha. Hai cây này em không có bán lẻ ha mọi người, bán chung luôn. Một cây hước đứng là 90 độ. Hước cây góc vuông 90 độ ha. Còn khá đẹp của Shinhwa. Đây. Với một cây này là cây hước cây 45 độ. Đây, bằng thép nha mọi người, thép không gỉ. Nó rất là dày luôn. Cái đế nó rất là dày nè. Xài rất là ok. Cái đế này dày khoảng 8 mm ha. Rất là dày. Cây này 9 mm luôn. Rồi, cái bộ hước này có mã là 119.2 ha. Giá là 250.000. Rồi, số 3 là cây kìm bấm cốt. Đây, kìm bấm cốt của Nhật. Đây nó bấm được cốt 1.25, 2.0, 5.5, 8.0. Đó. 4 cỡ nha mọi người. Này, bấm rất là nhẹ nhàng. Nó trợ lực á nên nó rất là mạnh. Đây mọi người xem nha. Xem có mình có phù hợp thì mình sử dụng ha. Rồi. Kìm bấm cốt này nó có kích thước là 25 cm nha. Có mã là 119.3, giá là 350.000. Rồi, tiếp theo là hai cái máy gọi là máy mài khuôn siêu mini luôn. Mài khuôn này mài đồ nhỏ nha mọi người. Nhưng mà nó trục trặc rồi. Mang về thì nó không có chạy, cắm nguồn nó không có chạy, còn nguyên nha mọi người, chưa sửa. Nó cắm nguồn thì nó không chạy. Đây, đầu kẹp đầy đủ. Đầu nãy kẹp từ 3 mm trở xuống. Đây có điều tốc luôn. Vòng tua nó từ 4.000 đến 11.000 vòng. Nó sử dụng nguồn là 7.5V 12W. Đây. Mọi người mua cái hai cái cây này em tặng luôn cái cục sạc nè. Cục sạc này là hàng mới mua ở ngoài nha mọi người. Đó 84 1A là cục nguồn á. Nguồn này để xài cái máy này nè. Cắm vô chạy trực tiếp. Mà hai máy này là nó không có chạy mọi người. Mọi người ai gần sửa điện tử thì mình vọt ha. Đó, và hai cái máy với lại cái cục sạc, sạc. Nè,
giá 250 nha mọi người, mã là 119.4. Rồi tiếp theo là bộ tuvít thử điện. Về cái bộ tuvít này rất là đẹp, tuvít của Vercel, nó nguyên trong bọc ha, còn nguyên mới nguyên, rất đẹp nè. Vercel thử điện này rất đẹp như mới mọi người. Rồi bộ nó sẽ có là đây, một đầu tẩu 5.5 mm với hai đầu vít dẹt ha, hai đầu vít dẹt, hai đầu ke, đầu BH1 với đầu BH2, một đầu mũi nhọn đó. Đây mũi nó có kích thước là 12 cm. Rồi cái cán nè, cái cán là 11 nha mọi người. Mũi này thì mình gắn vô như thế này, vặn nới cái này ra, vặn nó vô khớp ha, rồi xếp lại rất là chắc chắn. Đang có cái ổ điện, đang có điện nè, em thử cho mọi người xem ha. Đây. Đó. Đèn nó sẽ như thế này á. Rồi. Cái bao cũng còn rất là đẹp luôn. Bộ tôi giúp thử điện và sale có mã là 119.5 nha mọi người, giá bán là 350.000. Tiếp theo là một cái mỏ hàng chì của Nhật. Mỏ hàng này công suất là 100W nha, mỏ hàng của Good. Đây 100W, điện 100V nha, điện Nhật 100V. Mỏ hàng còn rất đẹp. Cái thế hàng nó rất là lạ ha. Thế này rất dễ cầm để hàng nè. Này 100W nó hàng mấy cái chi tiết cũng to to ha, chứ không phải hàng mạch nhỏ nha mọi người. Đó, cái này nó vát xéo cái mũi luôn, nó chuyên dụng ha, chuyên cầm thế như thế này nè, nó vát xéo. Cái mũi dài lên tới trên đây luôn mọi người. Đó. Cho nên nó nóng xuống rất là nhanh ha. Rất là nóng rất cao. 10 cm cái mũi. Này kích thước mẫu hàng là 20. Rất đẹp. Rồi, đã test ok nha mọi người, nóng đàng hoàng. Chung là mẫu hàng thì em test thử hết. Đây thương hiệu là God ha. 100W, 100V, điện 100V. Rồi có mã là 119.6 ha, giá 300.000. Rồi, tiếp theo là một cái máy. Đây là cái máy chuyên dụng nữa mọi người, chuyên dụng bên ngành điện tử ha, làm mạch này kia. Cái này nó của Mỹ sản xuất nha. Đây mắc in chúa tay luôn, điện 110V. Đây cái này là mọi người làm chuyên ngành điện tử sẽ thấy, sẽ biết nó ha. Nó để quấn mấy cái chân linh kiện mọi người, cái chân nè, chân mà nó có cọng dây đó, nó quấn vô cái vụ hai chân kiện như này, có cọng dây quấn dùng cái máy này để quấn.
đó, máy chạy ok đó. Này bên trong nó sẽ quay nè, nó rất là nhỏ, nói chung nó rất là nhỏ luôn đó, nó quay á mọi người. Là mình cho cái cọng dây đồng nhỏ xíu vô á, cái xong cái nó có cái lỗ giữa nè, đút chân linh kiện đút vô vậy nè, cái nó sẽ quấn vòng vòng cái chân tự động nó quấn. Hàng này của Mỹ sản xuất luôn, bỏ in vô đây. Rồi cái máy này có mã là 119.7 nha mọi người, giá 400.000. Tiếp theo mấy món đồ này nữa, bán combo mấy món này. Rồi đầu tiên là cây dao gọt giấy, giấy của Nhật, đây thương hiệu gì nè, với cây bộ lưỡi nó luôn, như 8-10 lưỡi gì đó, đây nè, lưỡi mới nha, nó hợp luôn mọi người, hợp của Nhật. Rồi với một cái dao này là nó cắt gì đó, nhưng mà nó hơi xấu ha, cắt da sao, cắt da giấy mọi người, dao của hãng Opra nè, Opra này của Nhật rất là nổi tiếng. Rồi tiếp theo một cây Compa của Nhật rất là đẹp, Compa Super, xài bút chì mọi người, đây là bút chì nè, bút chì bấm á, đó thì hay vô. Đây là cái kim, hân bằng nhôm đúc ha, rất đẹp. Rồi bốn món nha mọi người, bốn món bán nhanh, bốn món combo luôn, là có mã 119.8 nha, 200.000. Rồi tiếp theo một cái hước rất là đẹp, hước 45, 45 90 độ luôn, cái ke đường này là 90 nè, cái hước này của Nhật, đây là thương hiệu Nhật mọi người, thương hiệu này của Nhật. Cây này không phải sinh hoa, đây là một thương hiệu của Nhật nè, chữ đỏ tên nó, hước rất là đẹp nha, đây còn rất là đẹp, thép không gỉ, thép trắng không gỉ. Đây, đây nó kè được 45 độ nè, giờ cái đường này là 90 độ, góc 90, góc 45 đó. Rồi cái hước ke góc này có mã là 119.9 ha, giá 250.000. Rồi cuối cùng là cái hộp, hộp tu vít, đây hộp tu vít của engineer, engineer của Nhật người, đây có đóng Japan luôn, Nhật sản xuất nha, tu vít nhỏ này của Nhật sản xuất nè. Cái nắp mở nó hơi cứng ha, đây nó còn nguyên đủ bộ hết, đây là mấy cái đầu nè, đầu trừ nè, đầu dẹt á 1.2 ly, đầu ba ke, ba ke đây, ba ke là ba trừ 2.3 ly, đầu cộng là 2.0 đó, rồi đục trừ 3 ly. Rồi đặc biệt có một cái cây gấp đồ nữa mọi người, cái cây gấp linh kiện ha, đây gấp đồ nhỏ xíu, đây nó có 3 chân để gấp nè, đó rất là độc.
Này ví dụ em gặp cái cây này nè. Đó, người thấy không? Đó. Mà cái chân nó quấu vô. Mà cái chân nó như cái lò xo vậy. Nó rất là dẻo mà nó cứng, không có gãy được. Mà ngọc thép. Nó quấu được tới cái đầu bự luôn nè. Rất là độc. Quấu đầu dính đó rất nhanh. Rồi, kích thước này bộ tua vít này mini mọi người. Chuyên làm mấy đồ nhỏ mới chưa sử dụng. Này kích thước nó rất là nhỏ. Rồi. Nguyên hộp luôn mọi người. Bộ tua vít này có mã là 119.10, giá 300 ngàn. Rồi, em xin kết thúc video đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.